Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại channel của mình và mình là Thanh Hoa. Thì ngày hôm nay mình lại có cơ hội mình ngồi để và bàn luận với mọi người về FIFA là 4 lần nữa. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu tới mọi người top 7 CDM có tiềm năng trở thành quốc dân ở phiên bản gameplay 9.3 này nhiều nhất. Và trước khi xem video này đừng quên để lại mình một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thử video này nó như thế nào. Và đứng số 7 trong nhà sách này đó chính là một trong những huyền thoại các bạn nghĩ là đã out meta đúng không? Nhưng mà ở phiên bản này mình nghĩ là đã trở lại, đó chính là Frank Rijkaard. Thì Frank Rijkaard các bạn có thể sử dụng một home ground nè. Các bạn có thể sử dụng mùa giải, đó chính là mùa giải return hoặc là các icon nữa. Và Rijkaard bây giờ chúng ta có thể thi đấu ở vị trí CDM nha. Đó thì Rijkaard ở phiên bản hiện tại các bạn thấy là có lực sút, có sút xa, có dứt điểm, có sút xoáy có vẻ hơi thấp nhưng không sao, bản này thì các bạn hoàn toàn có thể sút xa, có thể chuyền được với chuyền ngắn, chuyền dài khá cao. Và cái làm cho Frank Rijkaard trở nên phổ biến hơn ở phiên bản này đó chính là khả năng phòng ngự. Bởi vì như các bạn thấy đó, ở phiên bản hiện tại những cái đường dứt đúp này, những đường chọc khe dài nó trở nên rất là quan trọng và hiệu quả. Cho nên là những CDM bây giờ cần phải có khả năng cắt bóng tốt, cần phải có thể lực tốt tí xíu, bởi vì họ sẽ phải lên công và họ sẽ phải thủ rất nhiều. Và ở phiên bản hiện tại của FIFA 4 thì cái khả năng mà tiêu hao thể lực đó, nó đã tăng lên. Chỉ cần nếu như cầu thủ đó có chỉ số thể lực thấp hoặc là chỉ số chạy có vẻ chậm đi xíu hoặc là chỉ số phòng ngự kém á, thì những pha bóng cắt banh á, càng về cuối trận thì sẽ trở nên càng yếu đuối hơn, rất là khó thủ. Thì Frank Rijkaard mình nghĩ sẽ trở lại một người có thể thủ được, có thể công được đó, có chuyền, có sút, có cắt bóng vào một bộ chỉ số ẩn, chuyền dài, sút xa, kiến tạo, đánh đầu mạnh. Nếu như mà bạn sử dụng mùa giải return á, các bạn sẽ có thêm thánh chuyền bóng nè, đánh đầu mạnh với lại cứng như thép với cả chuyền dài kiến tạo nữa. Thì Frank Rijkaard ở phiên bản tại mình nghĩ là một chuyện CDM rất là đáng dùng. Cái điểm yếu của huyền thoại này có vẻ là cái chân trái 4 này. Chiều cao mới tầm 7-85kg thì trung bình thì đủ để đấm nhau rồi. Cái chân trái đôi khi các bạn muốn truyền bằng chân trái thì hơi khó, thì đưa cái nó không chính xác. Và cái khả năng nữa đó chính là Rijkaard là một CDM tuy là có chỉ số sút xa cao nhưng mà ông lại thiên về phòng ngự, cho nên nếu như mà các bạn mong chờ Rijkaard áp sát vòng cấm đối phương thì đôi khi hơi ít. Và đứng thứ 6 trong sách này đó chính là siêu sao của Real Madrid, Federico Van Vecde. Phải nói Van Vecde là một trong những CDM rất tiềm năng và nhiều khả năng sẽ trở thành quốc dân trong tương lai, và đặc biệt ở phiên bản này nữa. Bởi vì Van Vecde có tốc độ tăng tốc, chiều cao 1m82-78kg, thêm nhỏ special, nhưng mà trong game Van Vecde vẫn thể đấm nhau được. Có lực sút, có sút xa nha, có dứt điểm và khắc phục được điểm yếu của Rijkaard sút xoáy. Thì với Van Vecde thì anh chàng này vẫn có răng dứt đê được, nếu như bạn sử dụng mùa giải 22U hoặc là 23 test á, thì chỉ số xoáy cũng khá là cao. Và ngoài ra thì Van Vecde có chỉ số phòng ngự cũng rất ấn tượng, giúp cho chúng ta có thể tự tin hơn khi mà thủ, nếu như đối phương dứt đúp á hay đối phương có phản công nhanh thì Van Vecde vẫn có thể chạy về và có thể thủ được đó. Và đây là một trong những cầu thủ khá là hoàn hảo, nếu như bạn để ý từ vị trí CDM hay là vị trí CB, vị trí hậu vệ cánh rồi đó, chỉ số cũng rất là cao nha, cũng không chênh lệch là bao nhiêu, nên khá giống là Gullit ha. Nếu như càng về sau này Van Vecde đá hay hơn thì những mùa giải sau của Van Vecde càng phải trở nên bá đạo nữa. Và cặp chàng này sút xa cực kỳ đã, một bộ chỉ số ẩn là nè sút xoáy, là sút xa, kiến tạo, thánh chuyền bóng. Nếu như các bạn sử dụng 23 TS thì bạn sẽ có sút xoáy, sút xa, kiến tạo, lại sút và tạt mắt ngoài, thì rõ ràng đây là một bộ chỉ số quá tuyệt vời cho vị trí CDM luôn. Và ngoài ra thì Van Vecde vẫn có thể đá cánh được với chạy rất là nhanh, mà 116-117 mà, nhưng những vị trí cánh thì cần phải có 2.5 để an toàn hơn, thì đó cũng là cái điểm yếu của Van Vecde, 2.45. Nhưng mà với Van Vecde thì mình nghĩ là vị trí CDM vẫn phù hợp cho anh chàng này để có thể sút, để có thể chuyền, để có thể phòng ngự. Cái quan trọng nhất của phiên bản này đó chính là CDM phải biết phòng ngự tí xíu cho an toàn hơn trong những pha kèm người của mình ha. Thì và một bộ chỉ số team color thì cũng rất là ngon, có team color Ria, team color ngon nhất ở phiên bản hiện tại mà. Và đứng thứ 5 trong sách này đó chính là huyền thoại người Anh, Steven Gerrard. Nhưng mà không phải Gerrard Icon Moment nha, mà là chính là Gerrard Homeground. Thì đây là một trong những cầu thủ cũng dần bị lãng quên ở phiên bản trước, nhưng phiên bản lần này Gerrard Homeground hay là Gerrard Icon mùa thường cũng vậy, cũng sẽ trở lại. Bởi vì Gerrard là một cầu thủ có chỉ số dứt điểm khá cao nha, các bạn thấy là chỉ số Homeground còn cao hơn cả một vị Icon nữa. Tăng tốc có, tốc độ có, dứt điểm, lực sút, sút xa, sút xoáy có luôn nha, sút xoáy khá là cao đó, ở cấp độ 1-1. Chuyền dài, chuyền ngắn có. Và nếu như mà các bạn mua Gerrard Homeground mà ở cấp độ thể cộng 1, các bạn vẫn có thể dùng được ngang ngửa với lại những cầu thủ quốc dân ở vị trí CDM khác. Và Gerrard có chỉ số phòng ngự cũng nói là khá là tương đối ổn áp, có lấy bóng, có cắt bóng, có xoạc bóng và có sức mạnh nữa, thế lực vẫn cao, giúp cho Gerrard có thể chạy lên tham gia tấn công và lui về phòng ngự khi cần thiết. 1m83, 83kg thêm trung bình, rất là đậm người, trong game nhìn đấm rất là tốt.
và Guerra là một trong những cầu thủ nếu như bạn soi tất cả vị trí thì Guerra có thể đá vị trí CDM nè, có thể đá cánh cũng được nha, cũng khá cao số nào, và đá CM cũng được nè, CAM cũng được, nhưng vị trí thích hợp nhất mình nghĩ là CDM hoặc CM thôi, mà nên cho đá CDM bởi vì đây là vị trí khá quan trọng đó. Và Guerra có bộ chỉ xoắn là sút xoáy nè, chuyền dài, sút xa, kiến tạo lại nỗ lực đến cùng, điều làm cho Guerra trở nên là đầy đủ thế lực hơn, không ngại khi mà về cuối trận thì Guerra vẫn đầy đủ để có thể đua tốc độ hay là lắng người với lại những cầu thủ khác nếu như một thi đấu 120 phút. Và Guerra cũng phải buổi số khá giống nhau ha, nhưng mình thích Guerra hơn Grau hơn, thực sự là như vậy anh em ạ. Giá rất là rẻ và các bạn hoàn toàn có thể mua cộng 1, cộng 2, cộng 3, cộng 4, cộng 5 thì khó mua, nhưng cấp độ thấp hơn thì có thể mua được. Cái điểm yếu Guerra đó chính là cái chân trái 4, nhưng mà giống như mình nói đó là ở phiên bản hiện tại các bạn quan trọng cái phần phòng ngự hơn. Và đứng thứ tư trong danh sách này đó chính là một siêu sao tài năng trẻ của Real Madrid nữa, đó chính là Jude Bellingham. Phải nói rằng Bellingham ở mùa 2 mùa giải gần đây nhất là 23 TS và 23 TT á, thì là hai mùa giải phải nói là xuất sắc nhất của anh chàng này luôn, một bộ chỉ số không thể nào chơi được ở đây mà. Tốc độ có nha, tăng tốc có, dứt điểm lực sút xa cũng khá cao, chỉ số sút xoáy vẫn ổn đủ để có thể tung ra những cú dứt, chuyền ngắn, chuyền dài rõ ràng là quá tốt rồi. Giữ bóng có nha, khéo léo có, cho nên khi mà cầm banh, kiểm soát banh các bạn có thể xoay, các bạn có thể rê, các bạn có thể làm được nhiều thứ hơn. 1m86, 75kg. Mặc dù thế nhỏ như trong game, Bellingham vẫn có đủ để tranh chấp với lại những cầu thủ khác, vẫn có thể phản ứng nhanh trong những trường hợp cần thiết. Và chỉ số phòng ngự rất là cao nha, lấy bóng, cắt bóng còn cao hơn cả Guerra mùa giải Icon hay là Guerra Home Ground, bạn thấy đó ở cấp độ 1, thế công 1. Sức mạnh có, thể lực có, quyết đoán, nhảy và bình tĩnh. Thể lực tăng trong 20 nếu như bạn sử dụng mùa 23 té sạch, cho nên là khi mà sử dụng Bellingham khi càng vào phút 90 á, bạn thấy Bellingham vẫn còn rất là đầy thể lực. Ở phiên bản này thì cái thể lực rất là quan trọng nha, cầu thủ sẽ tiêu hao thể lực rất là nhanh. Và Bellingham có thể thi đấu tốt vị trí CDM nè, CM, có cánh cũng được, CM cũng được. Và hầu như bạn thấy là vị trí LB, RB nè đều là chỉ số trên 110 đúng không? ST là đúp được luôn á. CF cũng được 112 số. Đó thì rõ ràng Bellingham là những cầu thủ khá đều với bộ chỉ số của mình. Mặc dù là chỉ số ẩn thì Bellingham hơi khiêm tốn tí xíu, cái tinh tế, kiến tạo lại qua người, những chỉ số ít liên quan tới việc ghi bàn nhiều hơn ha. Và có nếu như bạn sử dụng 23T thì bạn có thêm chỉ số là soạt bóng, giúp cho những phòng ngự của Bellingham trở nên chắc chắn hơn. Và cái điểm yếu của Bellingham có lẽ là cái chân trái vẫn là 4, chân trái 4 rồi. Cho nên đôi khi nếu như mà các bạn thực hiện đường chuyền bằng chân trái hoặc sút bằng chân trái thì rõ ràng hơi thiếu tự tin tí xíu là rõ ràng. Nhưng mà với Bellingham ở vị trí CDM mình thấy bạn này khá là hoàn hảo. Và đứng thứ 3 trong danh sách này đó chính là một siêu sao người Đức, một người đã dần bị lãng quên ở những phiên bản trước, Leon Goretzka. Và Goretzka mùa giải 23 test là Goretzka mùa giải 22U hay Goretzka 22 Totti cũng như là Goretzka 22 World Cup thì đều là những cầu thủ chất lượng nha, không đến nỗi yếu đâu. Ở những phiên bản trước mình cần một Goretzka, mình cần một CDM biết tấn công, mình cần một CDM có răng truyền trọt phải nói đỉnh cao, thì lúc đó Goretzka lại lui ở phía sau. Nhưng phiên bản lần này cái mình nhìn vào ngay và mình thích Goretzka ngay đó chính là khả năng phòng ngự của anh chàng này rất là tốt đúng không? Ngoài khả năng phòng ngự tốt ra thì Goretzka vẫn là một trong những cầu thủ có lực sút, có sút xa ở cấp độ 1 thể cộng 1 cực kỳ tốt. Với mùa giải 22 UCL thì giá mua rất rẻ nha, cấp độ 1 bạn mua có 700 triệu à. Cấp độ 1 của 23 test ở thể cộng 1 thì có 1 tỷ 3, đã cũng rẻ để mua mà. Chỉ soạn, dễ chấn thương, đánh đầu mạnh, sút xa dễ chấn thương, nhưng mình thấy ít khi nào Goretzka chấn thương lắm, ông này cũng to quá trời, mấy 89-82 kỹ thuật trung bình, sáu muối đấm nhau hoặc là đấm ông kia chấn thương thì được, cái tên dễ gì Goretzka chấn thương đâu. Và điểm yếu của Goretzka rõ ràng chân trái 4, nhưng mà các bạn nhìn vào cái chân trái của Goretzka mình thấy là vẫn hiệu quả trong những pha tắc banh, tranh chấp mạnh lắm, đã lắm, dứt điểm có, lực sút có, sút xa có, thì đây là một trong những CDM vẫn có thể tham gia tấn công được. Tức là Goretzka là dạng là không lên tham gia tấn công nhiều nhưng mà vẫn có thể đứng ở ngoài để có thể tung ra cú sút xa. Chỉ số xoáy ở cấp độ 1 và tận 106 cũng được chứ đúng không? Hoặc là 104 với mùa giải 22U. Các bạn hoàn toàn có thể mua ở cấp thể cộng 5, giá không trên bao nhiêu. Đó thì khi mà lên cộng 5 thì chuyền ngắn, chuyền dài có nha, chọn vị trí có nha, lực sút xa nuôi số luôn. Thì rõ ràng Goretzka hoàn toàn có thể trở thành một trong những CDM hàng đầu của game luôn ở phiên bản hiện tại nha. Những phiên bản sắp tới thì mình chưa thể nào đoán được, nhưng phiên bản hiện tại Goretzka khá đáng dùng, sức mạnh phòng ngự một thứ quá là hoàn hảo. Và đứng thứ hai trong danh sách này đó chính là một CDM cũng đã từng được sử dụng rất nhiều nhưng mà sau đó những phiên bản trước thì anh chàng này lại bị lãng quên. Đó chính là Milinkovic Savic. Savic 23 test, Savic 22 test, Savic 23 Totti. Thì đây là ba mùa giải xuất sắc nhất của anh chàng này, hoặc là có kể là Savic World Cup 22 nữa. Thì Savic là một trong những cầu thủ mình cực kỳ thích, mình thích từ những phiên bản đầu tiên của anh chàng này mới ra rồi, cao to 1m92, 76 kỹ thuật trung bình, nhưng trong game nhìn hơi ốm tí xíu, nhưng mà thân trung bình giúp cho Savic vẫn có thể đấm nhau tốt được. Tốc độ tăng tốc mặc dù là không nhanh, nhưng mà trong game khi các bạn cầm Savic thì các bạn ít khi nào chạy lắm, bởi vì anh chàng này anh có khả năng chọn vị trí rất là tốt,
dứt điểm thấp nhưng mà toàn sút cho bóng cắm là cũng dễ vô. Lực sút có, sút xa có nha, sút xoáy cũng khá là cao, tận 106 nếu bạn dùng 23 tỷ. Còn bạn dùng mùa giải 23 tỷ thì xoáy tận 111. Rất là nhiều chỉ số ha, hơn rất là nhiều. Nhưng cái mà làm cho sao biết trở nên hoàn hảo hơn phiên bản này đó là lại một nữa, đó là khả năng phòng ngự. Cái mà những CDM khác họ tấn công được nhưng họ thủ không được, sao biết thì khác nha, lấy bóng có, cắt bóng có, kèm người đánh đầu và chiều cao khá là cao, giúp cho anh chàng này trở nên mạnh mẽ hơn, sức mạnh cao nè, thể lực cũng cao, quyết đoán cũng cao ha. Ở đây thì đây là CDM phải nói rằng khá chất lượng, 2-5 năm nữa không khắc phục được điểm yếu của những CDM ở trước đúng không? Các bạn có thể chuyền bằng chân trái, có thể chuyền bằng chân phải, có thể sút bằng chân này, chân kia, chân nào cũng được. Và nếu như mà so sánh ở tất cả vị trí thì vị trí CM hay vị trí CDM thì sao biết đều thể hiện tốt ở những vị trí này. Một bộ chỉ số ẩn cứng như thép, tạt bóng sớm, chuyền dài, đánh đầu mạnh, sút tạt bóng ngoài và qua người. Thì ở đây cái tạt bóng sớm này mà nghĩ đôi khi cũng không cần thiết lắm, bởi anh chàng này cao với 92, chủ yếu đưa này đánh đầu chứ đúng không, ai đưa anh tạt đó. Nếu như bạn sử dụng 23 test thì mất đi chỉ số ẩn, tạt bóng sớm cũng chả sao, qua người, sút và tạt bóng ngoài, đánh đầu mạnh, tinh tế và cứng như thép là thấy quá đủ để cho một CDM đấm nhau. Và đứng đầu trong danh sách này một CDM rất là tiềm năng nha, nhiều khả năng sẽ trở thành quốc dân ở phiên bản hiện tại nữa, đó chính là Joshua Kimmich. Kimmich ở những phiên trước các bạn đã dần lãng quên đúng không, nhưng phiên bản này khác nha. Joshua Kimmich 23 test, Joshua Kimmich 23 Totti, Joshua Kimmich 22 U hay làm 2 test các bạn có thể thi đấu tốt được, không hề yếu nha. Và mình cực kỳ thích anh chàng này, đây là một trong những cầu thủ có tốc độ, có tăng tốc, lực sút sút xa, 2-5 năm nữa nha, chuyền ngắn có, tầm nhìn có, tạt bóng rất là cao ở cấp độ 1-1, chuyền dài cũng có luôn, sút xoáy cực kỳ ổn. 2-5 năm thì rõ ràng Kimmich có thể ghi bàn bất kỳ chân nào, chân phải chân trái đều có thể sút tốt được. Giữ bóng có, khéo léo thăng bằng, phản ứng kèm người cao như lấy bóng cao, cắt bóng cao. Nếu như mà các bạn để ý khi bạn cầm Kimmich á, rất là hay cắt các đường chuyền nha. Kimmich có cái AI đó là khi mà đối phương chuyền, anh chàng này sẽ tự động chèn vào đứng ngay giữa đường chuyền và dễ dàng cắt banh, ít khi nào bị đẩy banh ra xa đó. Thể lực cao, nhìn nhỏ con nhưng mà thể lực rất là cao, quyết đoán có, bình tĩnh có nha. Và cái điểm yếu Kimmich nhiều người sẽ nhận ra đó chính là 1m77-75kg thành trung bình. Nhưng với mình thì với mức chiều cao và cân nặng này thì Kimmich vẫn có thể đủ để có thể tranh chấp được, đủ để có thể thủ được. Nhìn bộ số thủ ngon quá mà yếu đâu. Khi mà nếu như bạn so sánh tất cả vị trí thì CDM, CM cánh ha, nhưng mà mình nghĩ là nên cho Kimmich đá vị trí CDM sẽ hợp lý hơn. Và bộ chỉ số ẩn, tạt bóng sớm, chuyền dài, kiến tạo, thánh chuyền bóng, rất là nhiều số liên quan tới việc chuyền banh cho đồng đội. Và rõ ràng là vậy anh em, Kimmich là người cầm banh tốt, chuyền banh cũng tốt nha. Và cầm Kimmich rê banh trong vòng cấm cũng rất là đã nữa, ít khi nào bị mất banh, khả năng rê banh xoay sở, giữ bóng khéo léo có nè. Cho nên là đôi khi anh chàng này xoay sở trong cấm và có thể ghi bàn bất kỳ lúc nào. Chỉ số điểm tuy là hơi thấp nhưng mà vẫn có thể ghi bàn tốt được, cầm Kimmich xuất xa thì cực kỳ đã. Và đó là toàn bộ chi tiết về top 7 CDM tiềm năng trở thành quốc dân ở phiên bản gameplay 9.3 này nha. Bởi vì gameplay đã thay đổi và chiến thuật cũng thay đổi, cho nên ở vị trí CDM này cũng cần những cầu thủ khác cũng sẽ thay đổi. Và dĩ nhiên đây chỉ là những cái đánh giá riêng của mình thôi, các bạn sẽ có những cái đánh giá riêng các bạn nữa, hãy comment phía dưới phần bình luận á, những cầu thủ CDM nào các bạn nghĩ là họ sẽ trở thành quốc dân trong tương lai, và chúng ta sẽ cùng bàn luận với nhau về điều đó. Và đừng quên để lại mình một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm video sau nha. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.